Anh đã tới rồi hả? Bắt đầu được chưa? À đó, có thể bắt đầu rồi. Em nghĩ cha thấy nhiều người tới chắc là vui lắm. Dĩ nhiên là vui rồi. Sư huynh à, tại sao không đi tu vậy? Em điên hả? Quang Linh lão bà, mời vào. Mời bà chấm nước thủy. Nhất định phải chấm à? Ừ. Không phải là như vậy. Nhưng danh cha và con và thánh thần. Amen. Thì không lại tự gây phiền phức lâu thôi. Bác à, bác có sao hay không vậy bác? Ê, để tôi, để tôi. Nè, 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 bà có sao không? Hả? À, không sao. Đứng nè, đứng dậy đi. Từ từ. Để bác qua bên kia ngồi đi. À, được. Nè bà, từ từ nha. Cảm ơn. Bà xin quá, bà đã lớn tuổi còn đến học văn hóa của Tây Phương hả? Tôi đến đây chỉ coi cho biết thôi. Con hiểu rồi, bà trưởng đến đây cũng như là lễ thắp đèn cầy đó mà. Dẫu sao cũng hơn sư phụ của mình. Sư phụ còn sao? Sư phụ còn bảo thủ lắm, cái đầu cứng ngắc à. Phải đó. Nếu như sư phụ tụi con biết tụi con đến đây, ổng sẽ đánh què vào tụi con đó. Phải. Bà có sao không? Vậy? Đi cầm nổi. Hãy đỡ bố anh kia đi. Nè. Là đây nè. Nè. Cẩn thận nha. Xin lỗi bà nha. Em đi à, anh ngồi với em nha. Father, chúng ta bắt đầu nha. À. Thiền Chúa, suốt đời con ngưỡng mộ Thiền Chúa. Con nguyện theo lời chỉ dạy của Thiền Chúa, không để kẻ thù của con khoe khoang với con. Mong rằng những người theo Chúa không thất vọng. Nhân danh Cha và Con Thánh Thần. Amen. 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 Nguyện từ ái từ thánh của Thiền Chúa, ơn Thánh Thần tồn tại cùng với chúng ta. Dạ, chúng tôi cùng với tâm linh Thiền Chúa.